Chào quý các bạn, trên hình bạn thể thấy đây những linh kiện trên V Smart Joy 3 đang chờ thay mới cho khách hàng thể di động cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên V Smart Joy 3 lỗi hỏng cần địa chỉ thay mới, quý các bạn đừng ngần ngại liên hệ kỹ thuật viên thể di động cấp.vn. Chúng tôi có mọi loại linh kiện trên V Smart Joy 3 nói chung, quy trình thay thế, sửa chữa vì các bạn khi cần. Các linh kiện sửa V Smart Joy 3 như màn hình, loa, mic, rung chuông, chân sạc, vỏ máy, pin, main, mic, các phím tắt bật nguồn để chỉnh âm lượng và trong loa ngoài thì có sẵn để di động cao cấp.vn. Những khách hàng ở xa không được kiểm đến những di động cao cấp.vn. Quý vị các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD. Chúng tôi ship đến tận địa chỉ vị các bạn yêu cầu, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu các linh kiện sửa về Smart Joy 3 đã có bán để di động cao cấp.vn. Để chỉnh cấp linh phụ kiện thì thay thế sửa chữa về Smart Joy 3.